sao thằng ấy nó giận. Cô buồn như vậy nhưng mà phải cho cái chỗ này nó tiếp đất nha cô nha. Để vẽ của nó ra không? Bây giờ chị về chị để ở trong chỗ mát á. Tự nó trồi lên. Nó trồi lên tầm này xong rồi chị đem trồng. Nó ra rễ, ra lá. Ra ngọn xong nó đỡ trồng. Cắm thẳng xuống hay là vứt cái đấy vào cái đống đất nó cũng lên rồi mà. Không có thể đem vô cao kê của Ngọc chẳng á. Không, trồng hết rồi. Tại bên đấy là già hết rồi. Không cần lên, cô cứ cho nó xuống đất, vùi nó xuống đất là nó lên. Tại vì nó ăn dinh dưỡng ở trong quả của nó mà. Đây này, su là cô dễ biết lắm nha. Cái như thế này là cái nó non này. Càng non càng ăn ngon quá. Càng mềm. Đấy, nhìn màu da là biết à. Vàng vàng là già hết rồi. Già mà cứng mà bã lắm cô ạ. Khó gọt. Còn mấy cái quả non non này này, dễ nấu, dễ gọt. Già này chị về chị nằm giống. Ôi. Nó còn nhiều thế này mà không lấy không? Đó, cái đó là ra là mai mốt nó trồi ấy ra đó. Còn góc bên kia nữa. Góc bên kia còn cây nữa nhưng mà nó cạnh chuồng heo. Thôi được rồi, giờ đi ăn quá chừng nhiều. Lấy cái bịch cho chị. Hộp luôn rồi, nó đựng bơ nãy giờ hả? Lấy cái bao đi Vân. Tao kiếm chả có cái bao nào. Đấy, kiếm cái bao thôi. Quay qua quay lại mình bán một cái biết bao nhiêu thôi. Ở gần đây không có bán được, về với mình nó bán được. Tại ở đây không thiếu, tại vì nếu mà cái nguồn rau từ Đà Lạt xuống thì nhiều. Cái này là ưu điểm là không có thuốc, không có phân gì hết, tự nó lên như vậy thôi. Thuốc dễ sợ. Ăn đọt hái cho chị này, này ít đọt. Qua bến. Dạ đọt hồi nãy em có. Có chưa? Em có, em sáng em mua 20.000 mà nó một bó, nó thấy rẻ quá phế luôn. Không phải là em tính em mua thử rằng ngày mai em về thì em sẽ ra Đà Lạt. Thử coi đây ngoài đó coi cái xu giống nhau hay không. Coi nó non không. Cái đi mua mà bà này mũ, đội mũ cho tép này. Nhưng mà điều thấy cái lá nó bị dập rồi, có phải là bà bị vô ấy không, không biết. Hả? Chắc bả vô nước đá nó bị cũ quá. Nước đá đây dính héo hết. Cái lá nó lạnh ngắt hà mà nó dập. Thấy cô hãy thêm ít về mà ăn này cô. Thôi này nhiều quá nhiều. Tối nay cô chú lên tivi nhá. Khách đi mua đất. Tính cái xác em bán đây 100 triệu một mé này này. Đất của em từ chạy dọc cho mình đó. 100 triệu. 100 triệu một mé. Năng đổ hồi sáng cô nói Lộc dần dần hồi vậy cô cắt 6 mét, cô cắt cái nhà đủ cô ở gần đây đi, tao táo tác cái vườn cái cây đi quá thiệt luôn. Cháu đó mình làm vậy nên là cháu cũng rất nhiều. Đất nhiều thì mình không làm thì mình cứ để đó. Em Lộc qua giới thiệu đó, có tâm vô cùng vừa giới thiệu lại hỗ trợ khách hàng cái cây luôn. Đâu vườn có cây gì ăn ra đó đi chứ còn đâu có phải ở đâu. Trời có trăm gì. có lần vợ cháu trồng súp lơ thì có anh khách anh cũng cắt cho anh khách nhiều lắm. Dạ. Súp lơ rồi củ cải rồi cà tím. Năm ngoái cái cô thì làm giám đốc ở Sài Gòn nó lên bắt đầu chơi cho một xe. Ra chợ ôm một xe về luôn. Đi một mình đây, một xe. Nói mấy người không tin nhìn xem thật sự đây là đâu nha. Đó mua đi kiếm đất chỗ đất của em Lộc là gì nè. Đâu thấy là lên thấy cái cây mang về một cốc xe luôn. Đang bia đấy. Đăng marketing. Đăng quảng cáo. Xù trái to, trái non, trái già gì bẻ ráo hết. Cái chủ kênh này nhiệt tình dữ lắm. Cũng trong đây nữa nè đó.
cái cây trong đó nữa đó. Bơ này nhỏ á bố? Nhỏ. Già hết rồi. Hết mấy cây lớn rồi nè, 2 bông mũi. Mình thấy nó già rồi, bơ này già rồi. Quá chừng trái luôn anh ơi. Chui, hái cả mấy tạ này đó. Bây giờ còn đến sót lại thôi, còn hái cả mấy tạ này. Sót lại chỗ này người ta không mua nữa, tại vì nó nhỏ quá. Đúng rồi, nó ngon. Bơ này dẻo lắm, bơ này bơ bút mà. Thêm vài cây bơ nữa là cứ mỗi khách hàng vô là cứ này là ơi xin giáp bà con. Kênh nhà đất Đà Lạt này là mà xoay không kịp khách luôn á. Nhiều anh khách anh cũng mua vườn cây ăn trái cũng vào vườn nhà mình hái chứ. Vậy đem mua đất rồi em đọc xuống hướng dẫn cho mấy quý vị đầu tư để hướng dẫn trồng trọt đồ ha. Trồng cây ăn quả đồ lên trồng hơn. Xin giáp đi đâu vậy? Xin giáp đâu vậy? Anh biết không? Đi ôm quả bơ mà em đưa một quả không chỉ phải cầm 2 quả như người lớn. Người ta phải làm giống người lớn, bản lĩnh thể hiện bản lĩnh thằng ông liền chứ bộ à. Thể hiện lắm luôn á. Đây nè là ông nội nè, rồi cha nè, chồng con đồ này cũng tình lắm rồi để cho mọi người. Bơ tặng luôn đó. Đi. Đi không? Đi nè, về về miền Tây nè. Nha. Thôi được rồi. Nha. Yeah. Rồi cảm ơn anh chị nha. Rồi cảm ơn Lộc. Rồi cảm ơn anh Dũng đó. Dạ vâng. Rồi cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chú Nhí này nhiều nhất nha. Không cái trời. Bye bye, bye bye kìa, nó vừa bye bye. Bỏ chìa khóa trong cái gì à? Rồi con chào cô chú nha. Dạ. Vâng ạ, vâng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ, con chào cô chú ạ. Cầm gì? Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye đi nào. Bye bye, bye đi. Bye bye. Buồn đấy, buồn đấy. Trời ơi, người ta đi buồn buồn đấy. Bye bye đi. Buồn thiu thiu. Ôi giời ơi, buồn. Trời ơi.